sẽ chia sẻ món rau cải ngồng nhá, xào với thịt nhá. Mình thấy xào với thịt với rau á, nó rất là ngon. Nên hôm nay mình lại chia sẻ cái món này nhá. Và để xào thì mình chuẩn bị một chút dầu ở trong chảo như này. Trước tiên là mình sẽ đi áp thịt á. Thịt này nhá, mình sẽ áp cho nó cháy cạnh nhá. Và cho một chút gia vị vào khi áp luôn. Bây giờ các bạn cho mình này, dầu hào này, một thìa đầy, một chút hạt lêm, một chút muối và ít hạt tiêu vào để cho nó ngấm gia vị ấy, cái thịt này ấy. Và áp cho nó xém cạnh một chút nhá. Mình không ăn được nhiều thịt mỡ nên mình dùng cái thịt nạc như này nhá. Nhưng mình cứ áp xém cạnh một chút là ăn nó sẽ rất là ngon. Chút hạt lêm thôi, không là nó mặn. Và một chút muối thôi. Thôi mình áp này khoảng 15 phút là nó sẽ xém cạnh. Các bạn cho một chút muối nữa. Còn tiêu thì tí nữa mình cho sau cũng được nhá. Bây giờ mình cứ xào lên để cho nó xém cạnh nhá. Cho lửa to nhá để nó bay hết hơi nước đi. Bây giờ mình khi mà nó xém cạnh như này nhá thì chúng ta sẽ cho tỏi, cho hành vào để chúng ta xào cùng. Thì món ăn nó sẽ rất là thơm ngon luôn á. Và cái rau cải ngồng này nha, các bạn sẽ nhìn thấy cho mình này, cái cải ngồng này là chính là từ cái cải canh của nhà mình nó lên ngồng ấy. Cái cải này ăn rất là ngon. Và hôm nay mình chỉ ngắt những cái ngồng này thôi để mình xào. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Mình chỉ ngắt cái ngồng này mình cho vào mình xào đó. Xào với thịt ấy, ăn là cực kỳ ngon luôn. Các bạn có thể thái nhỏ xào nhưng mà cứ để cả ngồng thì ăn ngon hơn ạ. Gia vị thì lêm nếm đủ rồi, bây giờ chỉ xào lên. Và nếu nhạt thì cho chút hạt lêm vào là được. Đấy, thịt nó sẽ cực kỳ ngon luôn. Hôm trước mình xào với đỗ mà đã ngon lắm rồi, thì thành cải ngồng này nó còn ngon hơn cơ ạ. Nảo lên cho nó ngấm nhá, sau đó mình cho thêm bột ngọt và hạt tiêu vào là được. Vì là xào cho gia đình ấy, cho nên chúng ta xào cho gia đình em dùng cái bếp thông thường như này ấy, thì nó sẽ không được được khô ráo nước hẳn ấy, nó sẽ có một chút nước nhưng nó cũng vẫn rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm ít hạt tiêu thôi, còn độ ngọt thì đủ rồi thì thôi. Và chúng ta rắc thêm chút hạt tiêu nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ cho thịt xuống dưới hoặc là cho rau xuống dưới tùy các bạn. Nếu các bạn muốn bày nhiều thịt hơn thì các bạn cho thịt xuống dưới, còn nếu thịt rau xuống dưới, thịt ở trên. Và bây giờ đổ thịt ra. Món này ấy, khi kết hợp này thì ăn thịt nó sẽ không bị ngán nhé. Mà cái rau này nó lại ngọt, cái thịt nó lại ngon ấy. Nhà mình làm như này ăn rất là tốn cơm ấy. Mà nó lại trung hòa được ấy, không nhiều thịt quá. Đấy, dễ ăn cho cả gia đình. Thường thường là mọi người hay xào thịt bò với rau. Nhưng mà không phải ai cũng ăn thịt bò, thích ăn thịt bò ấy, vì thịt bò nó hôi ấy. Nên chúng ta có thể kết hợp thịt lợn như thế này cũng vẫn rất là ngon luôn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho chút tiêu nữa vào thôi, vì nó rất là ngọt rồi nên không cần phải cho thêm bột ngọt nữa. Đây là bữa cơm gia đình ấy, mình hay làm cho gia đình mình thưởng thức với những món ngon ấy và cực kỳ đơn giản như thế này. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.